Kim Anh lên xe hoa lần hai, khoe nhẫn cầu hôn, ấn định ngày trọng đại với người đàn ông bí ẩn. Nữ ca sĩ diễn viên Nhật Kim Anh bất ngờ có những chia sẻ về ngày trọng đại và hình ảnh tay trong tay đeo nhẫn ngón áp út khiến khán giả tò mò. Một số khán giả đặt nghi vấn liệu cô có phải chuẩn bị lên xe hoa. Trên trang cá nhân, Nhật Kim Anh hé lộ dòng trạng thái đầy ẩn ý. Nữ ca sĩ đăng tải bức ảnh hai bàn tay đặt lên nhau, có nhẫn đôi đeo ở ngón áp út. Cùng với đó là những chia sẻ ấp mở về một người đàn ông bí ẩn, kèm thời gian ngày trọng đại sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 15 tháng 7. 19 giờ ngày mai 15 tháng 7 2023 chính thức trở thành ngày đôi của chúng ta. Cảm ơn anh và cả nhà đã dành điều bất ngờ đặc biệt này cho Kim Huê, Nhật Kim Anh chia sẻ. Nhiều người hâm mộ rầm rộ để lại lời chúc mừng bên dưới bài đăng của Nhật Kim Anh khi cho rằng nữ ca sĩ đã tìm được hạnh phúc mới. Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn có ý kiến ngờ vực liệu rằng có phải Nhật Kim Anh chỉ là đang thông báo về một sản phẩm nghệ thuật mới hay không. Thông tin Nhật Kim Anh lên xe hoa lần thứ hai trở thành mối quan hệ từ người hâm mộ của nữ ca sĩ. Nếu đây là sự thật, chắc hẳn người đàn ông đem đến hạnh phúc cho Nhật Kim Anh cũng được chú ý không kém. Nhật Kim Anh kết hôn với doanh nhân Bửu Lộc vào năm 2014. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân này gặp trục trặc, nữ ca sĩ cho biết đã ly hôn từ khoảng năm 2017, nhưng sau đó đến năm 2019 mới công khai. Một thời gian sau, Nhật Kim Anh liên tục đang đàn tố Bửu Lộc và nhà chồng cũ, gây khó dễ cô trong việc thăm nam. Cùng với đó là cuộc chiến pháp lý kéo dài khoảng 3 năm của sao nữ, nhằm mục đích giành lại quyền nuôi quý tử. Sau nhiều phiên tòa, đến giữa năm 2022, Nhật Kim Anh không còn giành quyền nuôi con nữa vì lo lắng có thể làm ảnh hưởng đến cuộc sống và tâm lý của bé. Nữ ca sĩ và chồng cũ cũng dần có mối quan hệ ôn hòa hơn, cùng nhau xuất hiện bên cạnh con trai để bé cảm nhận được tình thương từ bố lẫn mẹ. Từ khi công bố tin ly hôn chồng doanh nhân vào năm 2019, Nhật Kim Anh không công khai mối quan hệ tình cảm với bất kỳ ai. Có thời gian cô vướng đồn đoán hẹn hò với nam ca sĩ Titi, nhưng đôi bên phủ nhận chỉ là chị em đồng nghiệp thân thiết. Hiện tại phía Nhật Kim Anh vẫn chưa thông tin gì thêm về nội dung mà đang ấp mở về ngày trọng đại và người đàn ông bí ẩn. Về phía chồng cũ của Nhật Kim anh hiện cũng đã tìm được hạnh phúc mới. Theo đó, từ khi ly hôn Nhật Kim Anh, doanh nhân Bửu Lộc cũng hạn chế nhắc đến chuyện tình cảm. Tuy nhiên vào tháng 6 năm 2023, anh và diễn viên Bella công khai mối quan hệ tình cảm. Cả hai thường xuyên có những chuyến du lịch cùng nhau. Trong những lần đi chơi cùng bạn gái, doanh nhân Bửu Lộc còn đưa con trai đi cùng. Trên trang cá nhân, doanh nhân Bửu Lộc không ngại đăng hình ảnh thân thiết bên bạn gái mới. Cả hai chăm tương tác trên mạng xã hội. Bạn gái mới của nam doanh nhân tên là Bella Mai, tên thật Ma Thị Hồng Dung. Cô sinh năm 1993, là gương mặt quen thuộc của phim truyền hình Việt Nam. Người đẹp từng góp mặt trong một số cuộc thi sắc đẹp như Hoa hậu du lịch Hoàng Vũ, Hoa hậu bản sắc Việt toàn cầu. Trong một bài phỏng vấn tháng 4 năm 2022, Bella Mai nói cô không được nhiều người theo đuổi, nhưng không vội hẹn hò sau hơn 2 năm độc thân vì muốn tìm bạn trai hội đủ tiêu chuẩn thông minh, bản lĩnh, giàu về tiền bạc và có duyên. Gia đình cô không hối thúc kết hôn, nhưng luôn mong con gái tìm sớm được bến đỗ hạnh phúc. Mặc dù bạn gái công khai, tuy nhiên Bửu Lộc cho biết anh không muốn chia sẻ về chuyện tình cảm này. Trước đó khi chụp ảnh thân thiết cùng nhau, nên Bửu Lộc được kỳ vọng sẽ tái hợp vợ cũ. Mới đây một người quen đã hỏi thẳng Bửu Lộc về chuyện tái hợp Nhật Kim Anh. Cụ thể khi Bửu Lộc cập nhật những hình ảnh mới trong chuyến du lịch với vợ cũ, người này hỏi, tan rồi lại hợp hả bạn tôi? Trước sự nghi ngờ tái hợp, chồng cũ Nhật Kim Anh nói rõ quan điểm, không nha, đi chơi với Tinh cho đủ cha đủ mẹ cho nó vui thôi. Trong khi đó Nhật Kim Anh cũng bày tỏ, như vậy là đủ vui và hạnh phúc, hòa bình rồi, nhiều khi hàn gắn lại không được như vậy đâu ạ.